Alo, chủ tịch ạ. Dạ vâng, em đang đứng đợi anh trước sảnh đấy ạ. Vâng ạ. Mỗi chai nước thì kêu như bố chết mẹ chết. Con danh con kia, mày không mắt à? Hả? Đầu mày không não à? Cả chai nước to tổ bố ném đầu tao. Này cái thằng danh kia, vừa nhìn là biết tao với mày không cùng đẳng cấp với nhau rồi nhá. Mà đương nhiên là tao phải có não rồi. Mắt tao cũng rất là sáng để còn nhìn rõ cái loại trẻ trâu như mày nữa chứ. Ai à, cá quá nhờ, cứng đầu đấy. Đương nhiên là phải cứng hơn cái đầu mày rồi. Có mỗi chai nước thôi mà kêu chó thiến ấy. Mà ai bảo mày không đội mũ bảo hiểm, ngu thì chết bệnh tật gì. Này thì ngu này. Nào đau không? Hả? Thằng hiểu chưa? Này. Mày chấp cả phụ nữ à? Này, cái loại mày đã có quái thai ngầm giống như phụ nữ gì? Hả? Sao? Mày thái độ được không? Hay để tao bổ đầu mày như bồ củi bây giờ? Này, tao nói cho mày biết nhá, cái loại đầu gấu đầu mèo tao còn trị được, đừng nói là cái loại trẻ trâu như mày. Tốt nhất ý là cút đi, đừng có làm con này mày điên lên. Ai giờ, được đấy. Anh thì lại cứ thích làm cô em điên lên đấy. Sao? Trị được không? Không trị được ý, thì để anh. Hả? Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Sao? Anh nhìn cô em là biết cô em không phải cái loại gái bình thường rồi. Cô em cố tình ném cái chai nước vào đầu anh để gây chú ý với anh đúng không? Cái gì? Mày bị điên à? Mày nghĩ mày có giá thế à? Sao lại không nhở? Thôi, anh còn lạ gì nữa. Quần áo thì ngắn cun cơn à. Mặt thì loe loe son phấn thế kia. Em đứng ở đường nữa. Ôi, hợp lý. Ra giá đây. Tao nói cho mày biết nhá. Tao là giám đốc SVM đấy. Không phải là cái loại mày muốn đụng vào là được đâu. Giám đốc à? Có mà giám đốc ngành, mày hiểu chưa? Mày. Này. Xưng hô với khách hàng như thế à? Hả? Hả? Anh chiều. Tao giá đấy. Coi như hôm nay tao xui đi. Đừng có mà dây con này nữa. Con chó này. Chủ tịch ạ. Cậu thanh niên kia là ai đấy? À, không có gì đâu ạ. Cậu ta cậy mình là con trai sức dài vai rộng định chấn lột em. Em sợ quá đạp cậu ta một cái xong rồi chạy luôn thôi ạ. Sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Để tôi. À, thôi, không cần đâu chủ tịch ạ. Mình cũng sắp muộn giờ họp với đối tác rồi, mình đi thôi anh. Mà cậu ta... Chủ tịch quen cậu ta ạ? À, không có gì đâu. Em gái anh chuẩn bị đi làm rồi đấy à? Còn sớm mà. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên em đi làm, em phải gây được ấn tượng tốt với các mọi người chứ. Muốn gây ấn tượng tốt ấy thì cứ bảo là em gái của chủ tịch, thế là được rồi. Nào, em đã bảo với anh là không được như thế cơ mà. Em muốn xem là năng lực của em đến đâu, chứ không phải là giữa anh trai của mình. Khá đấy. Mà sao em ăn mặc hay thế này? Anh nhớ là anh mua tặng cho em mấy bộ đồ hiệu rồi cơ mà. À, mấy cái bộ đồ đấy á, em bán hết rồi. Xong rồi em đem tiền đi từ thiện ở nhà tình thương. Đồ anh tặng ấy thì cứ mặc đi. Làm từ thiện thì mình vẫn làm mà. Nhà mình có phải thiếu thốn đến mức đấy đâu. Ý em không phải là như thế. Nhưng mà em nghĩ là mình cứ ăn mặc đồ bình thường, phù hợp với các hoàn cảnh là được rồi. Chứ bây giờ em cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường mà lại ăn mặc sang trọng quá thì lố lắm. Mà thôi, em đi làm trước nhá. Này, cô là nhân viên mới à? Dạ vâng ạ. Xách cái đống này vào phòng cho tôi nhá. Ơ, chị ơi. Chị ơi, đồ chị đây ạ, em để đâu được nhỉ? Để dưới đất. Vâng ạ. À, xong rồi thì em xin phép. Đợi đã. Sao thế ạ? Chị còn chuyện gì muốn nhờ em ạ? Cái gì? Nhờ á? Cô là cái thá gì mà tôi phải nhờ cô? Lời tôi nói là mệnh lệnh. Mà mệnh lệnh thì khác với nhờ vả đấy, nghe chưa? Dạ vâng, em biết rồi ạ. Tiền công đấy. Tiền công gì cơ ạ? Chậm hiểu đến thế à? Không có não à? Tiền công cô mang đồ từ ngoài kia vào trong này cho tôi chứ còn tiền gì nữa. Chị... Sao? Chê à?
tip có một tí mà người ta trả cho 200 mà vẫn còn chê được nữa à? Dạ không ạ, ý em không phải là chê, nhưng mà em nghĩ là em không nhận số tiền này đâu ạ. Cô mà không nhận là cô đang coi thường tôi đấy. Mà tôi lại đang là giám đốc của SVM, còn cô ấy thì chỉ là... À, cô làm bộ phận nào nhỉ? Dạ, em tên là Tường San, là nhân viên mới, em đang làm ở bộ phận tuyển dụng ạ. Nhân viên mới à? Bảo sao mà trông cứ như con nhà quê ấy. Chị nói sao cô ạ? Bớt cái giọng chất vấn đấy lại đi. Cô chưa đủ trình để hỏi tôi câu đấy đâu, nghe chưa? Tóm lại là cô mà không nhận là cô đang coi thường tôi đấy. Cầm tiền đi. Không phải đâu ạ, em không có ý coi thường gì chị. Nhưng mà em nghĩ là chỉ việc bê đồ từ ngoài kia vào đây mà em nhận số tiền này là không xứng đáng. Em cũng có lòng tự trọng của em mà. Đúng là lý lẽ của mấy con nhà quê. Cái lòng tự trọng này có mài ra ăn được không? Dạ thôi, dù sao thì số tiền này em cũng sẽ không nhận đâu ạ. Em xin phép. Cái loại nhà quê như mày cũng chê tiền à? Chê tiền chỉ có bốc cám mà ăn thôi con ạ. Thì tao xem mày sĩ diện đến bao giờ. Alo, mang hồ sơ của cô San, nhân viên mới phòng tuyển dụng vào đây cho tôi. Mày làm tao ngứa mắt thì mày ngu rồi con ạ. Dạ, chị có chuyện gì thế ạ? Thế cứ phải có chuyện gì tôi mới được vào đây gặp cô ạ? À không ạ, em không có ý đấy. Ý em là chị có chuyện gì cần nhờ. À, chị có mệnh lệnh gì cần em làm ạ? Tôi là giám đốc ở đây, tôi đang đi kiểm tra giám sát nhân sự, có được không? Vâng ạ. Mà sao hôi hám bẩn thỉu thế này? À, sáng nay là em có dọn qua phòng rồi đấy ạ. Nếu mà chị không thấy hài lòng thì để em gọi cô lao công đến dọn lại chị nhé. Tôi đang nói là nói cô ấy, mặt mũi thì xấu xí, quần áo này bẩn thỉu, cả người toát ra cái mùi rẻ tiền ấy, kinh chết thì được. Chị nói hơi quá rồi đấy ạ. Sao, cãi à? Sếp nói thì phải tiếp thu, còn nếu mà cứ mở mồm ra cãi là tao đuổi việc đấy nhá. Dạ, em biết là em ăn mặc không được đẹp như chị, cũng không được sang trọng như chị, nhưng mà em thấy quần áo của em cũng rất là phù hợp với là gọn gàng với là văn hóa công ty rồi mà. Cấm cãi nghe chưa? Đây là công ty lớn, có cả văn phòng ở nước ngoài, cho nên là cái gì cũng phải đẹp, cái gì cũng phải sang. Cô ăn mặc như thế này ấy không phù hợp. Mà tôi có thương thì tôi mới nhắc, chứ còn không ấy tôi đuổi việc lâu rồi. Dạ vâng, em xin lỗi ạ. Đợi ở đấy. À, chị làm gì đấy ạ? Cay quá. À, cái loại như mày phải dùng cái nước xịt phòng thì mới hết được cái mùi rẻ tiền này. Mặc vào đi. Em mặc vào, đừng để tao nói nhiều. Sắp có trò vui rồi đây. Thưa giám đốc, em thấy là bộ này nó cũng không phù hợp lắm đâu ạ. Tao bảo được là được. Mày phải mặc cái này trong lúc làm việc. Nhưng mà... Đừng có mà cãi tao. Mày phải hiểu là để ngồi được vào cái vị trí giám đốc này ý, thì trình độ và mắt thẩm mỹ của tao phải cao đến đâu. Mà mày nghĩ tao rảnh hơi à mà đi lo cho cái việc ăn mặc của mày. Nói chung ấy là phải mặc cái bộ này, bởi vì tao cũng chỉ nghĩ đến bộ mặt của công ty thôi. Vâng, vâng ạ. Mà đừng có nghĩ đến việc cởi ra đấy nhá. Tao còn quay lại kiểm tra nữa đấy. Đăng lên nhóm của công ty để xem mọi người coi khinh mày như con đĩ không nhá. Cầm lấy. Giám đốc, cái này là gì ạ? Cái này là để ngày mai mặc vào. Mày đã thấy giám đốc nào mà chu đáo như tao chưa? Vâng, em cảm ơn ạ. Đứng lên đi.
lau cho tao đôi giày. Sao cô ạ? Điếc à? Lau cho tao đôi giày. Em xin lỗi, nhưng mà thực sự đây không phải là công việc của em. Việc của mày là làm giấy tờ liên quan đến tuyển dụng đúng không? Thế nhưng mà tao thấy mày làm không được việc. Bài đăng tuyển thì không có sức hút với ứng viên. Hồ sơ lọc ấy thì vớ va vớ vẩn như thế này. Tao đang tạo công ăn việc làm cho mày đấy. Bây giờ có lau không? Em đang không biết là em sai ở đâu thì chị có thể chỉ bảo được không ạ? Muốn người ta chỉ bảo ấy thì thái độ cũng phải thế nào chứ. Chủ tịch sắp đến làm việc á. Chết rồi, thật thấy đùa nhỉ. Ây chà, nhân viên đây em mặc bắt mắt quá nhờ. Chẳng thế. Anh đến nộp hồ sơ xin việc à? Không, anh đến hỏi cưới em. Anh muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh của phòng ạ? Ngoài làm nhân viên kinh doanh full time thì anh còn có thể làm chồng em part time. Được đấy, đi tìm luôn. Tôi đề nghị anh nghiêm túc. Tôi còn đang băn khoăn tại sao anh lại có thể lên thẳng phòng tuyển dụng như này trong khi anh chỉ có thể để hồ sơ ở dưới phòng lễ tân. Không, có người mời lên đàng hoàng mà. Mà nhìn em nuột nà này, chắc là cũng đi đường tắt để vào đây à? Anh nghiêm túc đi ạ. Tôi thấy là hồ sơ này không phù hợp với công ty của tôi, nên là hẹn anh một dịp khác nhá. Sao ấy? Sợ xa vào lưới tình của anh cho nên em đuổi nhanh thế à? Nếu mà không còn việc gì thì mời anh đi cho ạ. Không, còn việc mà. Còn nhiều việc ở đằng khác. Anh làm cho gì đấy ạ? Còn danh con này. Có chuyện gì đấy? Nộp anh thôi. Dạ, anh này lên nộp hồ sơ xin việc, nhưng em thấy hồ sơ không phù hợp nên em đã loại. Xong rồi anh ta giở trò ạ. Cô thôi đi, tôi còn lạ gì cách làm việc của cô nữa. Cô thấy hồ sơ của người ta hơn đất mình cho nên là ghen ghét muốn đuổi người ta đi chứ gì. Em không phải như thế đâu. Tôi nói cho cô biết nhá. Đây là người mà tôi bảo lãnh để đích thân lên đây nộp hồ sơ đấy. Thôi, không nói nhiều nữa. Tôi nhận cậu ta vào làm. Nhìn thấy có duyên ấy nhỉ. Vào phòng tôi một lúc nhá. Vào một lúc nhá. Nhá, nhá. Vào đi. Giám đốc cho gọi em ạ. Đừng gọi người ta là giám đốc như thế, nghe xa lạ lắm. Mà chúng ta gặp nhau ở đây coi như là cũng có duyên rồi. Người ta cũng nói là con gái mà hơn 3-4 tuổi thì cũng vẫn là đàn em mà. Ý My ở đây là duyên đồng nghiệp hay là duyên gì? Cái này thì còn tùy. Nhưng mà cậu Hải họ gì nhỉ? Tôi họ Vũ, làm sao? Họ Vũ thì là cùng họ với chủ tịch rồi. À, cái ông chủ tịch đấy á. Mà anh Hải đi làm có gặp khó khăn hay là áp lực gì không nhỉ? Có chứ. Vất vả mệt nhọc lắm, còn bị người ta chèn ép nữa cô. Tôi chết, ai mà lại dám chèn ép anh? Anh phải nói với em chị cho. Mà anh Hải là em trai chủ tịch, lại đi từ vị trí nhân viên lên, chứng tỏ là người rất có chí khí. Em rất thích đấy. Tôi ai mà chả thích. Với cả tôi hiếu học lắm, mỗi tội là ít kinh nghiệm với cả chưa đi làm nhiều. Không biết là giám đốc My đây có dành cho tôi một chút thời gian để dạy bảo nhỉ? Ai chứ, em trai chủ tịch là em giúp nhiệt tình. Thế tối nay anh có rảnh không ạ? Với My thì lúc nào cũng rảnh. Em đã kêu gọi được mấy anh chị trong công ty quyên góp cho em một ít quần áo mùa đông để mà em ủng hộ cho trẻ em miền núi rồi đấy.
Em đang cho đồ vào thùng, xe tối nay em sẽ gửi đi luôn. Dạ. Bảo làm bé đường anh không chịu cơ. Bây giờ phải ở công ty khổ sở đi xin quần áo thế này. Này, quần áo nam ấy nhưng mà bán được đầy tiền. Tôi đang cần quần áo mùa đông để quyên góp cho người nghèo. Tôi thấy là quần áo này của anh không phù hợp nên là tôi xin phép không nhận ạ. Em có muốn kiếm tiền ủng hộ người nghèo à? Anh làm trò gì đấy? Bỏ tay ra! Ở đây là công ty đấy nhá. Thế không phải ở công ty thì em sẽ chiều anh à? Đi về nhà anh, đi! Này! Thế về nhà cũng không thích, thế là ở công ty luôn, nhờ? Anh nói cho em biết này, nói không phải khoe chứ bây giờ ấy, giám đốc là người yêu của anh. Anh có giám đốc chống lưng rồi, anh lại còn là em trai của chủ tịch nữa. Thế thì ở công ty khác gì ở nhà đâu. Đi, vào nhà vệ sinh với anh. Này anh làm trò gì đấy, bỏ tôi ra. Con danh con này, rượu mời không uống thì cũng rượu phạt à, hả? Chuyện gì mà ồn ào thế? Giám đốc à, chuyện là thế này. Sáng nay tôi đến công ty làm thì thấy cô nhân viên đấy đã bày bừa một đống lộn xào lộn trộn đây này. Nói chung là làm việc riêng. Thế là tôi đến nhắc nhở thì cô ta bắt đầu lại thái độ, cho nên là tôi động tay cho anh tí thôi. Anh bịa đặt vừa thôi. Mọi chuyện chị chỉ cần check camera là sẽ rõ. Còn anh động tay động chân ở trong công ty như thế là sai rồi gì nữa. Ai bảo mày đấy là động tay động chân? Đấy là đang dạy dỗ nhân sự đấy chứ. Chị... Câm mồm, cút ra ngoài cho tao. Chị hơi bị quá đà rồi đấy ạ. Con này được nhờ. Thế tao quá đà thì mày định cãi à? Mày có tin là tao đuổi việc mày không? Một người xấu xa như chị thì việc gì mà chẳng dám làm chứ. Nhưng mà tôi tin là công ty FVM sẽ không vô lý như thế đâu. Đây là công ty của tao, còn người yêu tao ấy thì lại là em trai của chủ tịch đấy. Công ty nào là công ty của cô? Chủ tịch. Em... Cái gì? Ông là chủ tịch không? Sao anh lại hỏi như thế? Chẳng phải anh là... Là cái gì? Tôi chỉ có một đứa em gái duy nhất là Tường San đây thôi. Cô San là em gái của chủ tịch ấy ạ? Em tưởng cô ấy chỉ là nhân viên quèn thôi mà, lại còn hơi quê mùa nữa. Là một giám đốc mà lại có cái thói khinh thường sỉ nhục người khác như thế à? Em xin lỗi, tại vì em thấy lần trước thái độ của anh với cậu Hải có gì đặc biệt cho nên em mới tưởng là... Tưởng gì? Tôi nhìn thấy cậu ta quen quen. Vì cách đấy mấy ngày, cậu ta là người đâm phải tôi và còn giở trò ăn vạ đấy. Thế mà còn nhận vơ như đúng rồi ấy nhỉ? Tôi sẽ kiện anh. Kiện gì? Tôi chẳng kiện ngược lại thôi vì cái tội tự nhiên cô ấy vu tôi danh em ra chủ tịch thôi. Anh! Làm sao? Có trách thì trách cô ám của thôi. Nhưng với cả tự nhiên vào công ty được giám đốc ve vãn thế thì tao làm thích. Khốn nạn! Mày mới là khốn nạn đấy! Làm thế thôi đi! Công ty của tôi có rất là loạn đấy à? Em xin lỗi ạ. Anh ơi, em biết lỗi rồi. Mong anh tha cho em một cơ hội ạ. Tha cho cô? Cho cô cơ hội ấy, để cho nhân viên của tôi thêm khổ hơn à? Bây giờ thì tôi đã biết tại sao chế độ của công ty rất tốt, nhưng mà nhân viên của tôi thì nhất quyết xin nghỉ việc. Hóa ra là họ không chịu được cái người giám đốc tồi như cô đấy. Giám đốc ơi, tôi không biết gì đâu. Tất cả tôi nghe theo bà mụ này, cho nên là anh bỏ qua tôi đi nhá. Mà bây giờ tôi cũng biết là tại sao em gái của tôi lại ăn mặc lố lăng khi đi làm để cho mọi người nhìn vào bàn tán. Hóa ra chính là do cô ép đúng không? Đấy là tại em quan tâm đến chuyện ăn mặc của cô San thôi. Em coi cô San là chị em của em thôi, cho nên là em mới... Bây giờ có còn lươn lẹo được nữa à? Mà cô Vi này, tôi còn có một tội khác của cô còn lớn hơn nhiều đấy. Có phải chính cô là người đã bán tài liệu mật của công ty cho một công ty khác có tên là Vivo đúng không? Em không... Cô có biết công ty đấy là của ai không? Công ty đấy là do tôi thành lập đấy. Tôi cố tình thành lập ra để lật tẩy những người có bộ mặt xấu xa như cô đấy. Chủ tịch ơi, em biết lỗi rồi, anh tha cho em ạ. Em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho công ty mình ạ. Anh ơi, mong anh bỏ qua cho em. Em từ đầu đến cuối là chỉ nghe theo ba cô ấy thôi, chứ không biết một cái gì cả, em nói thật ạ. Với cả cái lỗi của em nó là lỗi nhỏ. Anh bỏ qua cho em. Lỗi nhỏ? Cậu làm nhục em gái tôi mà là lỗi nhỏ à? Tội trạng của các người ra tòa và giải quyết. Còn bây giờ
Các người chính thức mới đuổi việc. Anh ơi, anh nể tình em bao năm nay cống hiến cho công ty, anh cho em một cơ hội đi ạ. Cơ hội cuối cùng của hai người đấy. Bước ra ngoài, đừng có để tôi gọi bảo vệ. Mà tại sao có những chuyện như thế này mà em không nói với anh? Thôi, anh sẽ bê cái thùng đồ này ra ô tô giúp em. Em cảm ơn. Dọn cái đống này đi nhá. Vâng.